lâu rồi bắt nhiều chế phê lại yo phê đó là chuyện chú công của nhau tôi tao chưa lo thì nó đi tiêu lo nên đây đây là cá bắp kim lo thôi ô cách thuê rồi ấy cũng thả mà nó chỉ muốn lượng cơ thả à thay đứa là thay đứa thôi cái nào ba thay hụt rồi thay hụt Lót tin dòng này y ở bé这人呢，他啷个我妈，他现在变了，在变盲目，啥呢？回来了，昨天都公的，今天哪天？我要tao tụng bọt chi nó đã lúc chưa thấy tôi chẳng cũng được tôi ông đây nó người ta chế sinh được có chắc một tàu lọt cho ông đây ứ nó chế người quá tôi lùa lọt sống cái được bến nó bây giờ trông món nó ta ném mù tỏ là bao mù tỏ mù sống cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn luôn để chở cỏ xoài ba cho mỏ bây giờ nó là chỉ phải bón cho đi chứ mà phải u vậy là sao tính cho tôi mà lâu chứ cho cũng không chuyên nhiều cho chơi là không có gì nên chơi cá rí na để nó chơi à bây giờ chơi thì phải gọi chơi ít hơn đi na
cho này cho mỏ bên là gì tự nhiên giờ chết chín giờ đấy sao bây giờ bị cho chết luôn chuyện gì cái chỗ chết là ôn cái cá duy này à cái gì tôi xin mấy nó khổ khổ rồi chỉ sẽ cá chả cho mỏ đó Ừ. Mở chỗ đã bên nào. Cái gì là kỹ thuật chó, kỹ thuật chó nữa. Chỉ dùng cái chỉ dùng bao nhiêu đồng tiền là lấy một cái chó để xí mà. Chỉ học xe thì chơi thì đi cà phê chơi. Khuyết pháo vậy à? Cho nên cho cho kim chỉ cần chụp cái thôi. Ừ, cho coi chúng mà cho coi chưa làm mày xa tới bây giờ chút khí cái gì là tôi có cho nữa
我们这边都是他们那边的。我来，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